Ngày mới nha, Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay mẹ của Hai Sướng sẽ làm món tép chiên bột. Mình mời cô chú anh chị bạn cùng xem clip nha. Dùng nửa tép mình lấy bột vô để trộn tép rồi vô luôn chiên, làm chiên. Các bạn bắt đầu nhỏ nguyên đại. Mình có trộn vô thêm một củ khoai nữa cho nó ngon. Còn cùi mà. Còn cùi chấm muối ớt. Còn cùi. Cùi khóm. Tạt hết luôn. Sẽ ấm luôn. Mực này có 150g à. Bột chiên giò. Chiên tôm à. Chiên tôm này mình chiên tép. Chiên tép. Tép dâu. Tôm ớt to lắm, tép chiên cũng to. Tép dâu chiên ngon lắm nha. Mình trộn bột lại. Bột này như là có pha sẵn rồi. Mình chiên thêm miếng đường với chút muối này nữa là được rồi. Nó làm cho chuẩn sẵn như vậy ha. Nó có trộn sẵn ở đây rồi. Vậy cũng tiện ha. Thêm tí muối với tí đường nữa mà, tại vì thêm nước thì. Thêm vô miếng mùa tí bột nghệ cho nó vàng vàng. Thêm nước rồi. Tí xíu tiêu nữa cho nó thơm. Rồi trộn lên cho nó đều. Chiên. Đây là mình làm nước lạnh thôi chứ không có làm nước cốt dừa. Mình bắt chảo lên mình chiên. Lấy đồ ăn vô. Chảo mình nó cũng nóng rồi, giờ mình để vô chiên. Chiên về về mỏng mỏng vàng kia giống đuôi cá rồi vậy, giống người cá đuối quá.
chưa vàng được hết. Không. Ừ. Riêng có khoai gì này nè. Khoai cao cũng được, mọc khoai lang cũng được. Khoai cao chắc có thơm hơn. Chưa chín hay không? Chưa, cho nó vàng một tí. Vàng chắc mới ăn cái dầu. Xay cho nó đều. Vàng rất là chết. Nhà mình nó không dính. Này mình làm chấm nước mắm hả? Hồi làm nước mắm chấm rau sống. Thôi bỏ ghe hái thì nó cắt nữa. Mình sẽ cỡ được hai mấy cái không? Hả? Hai mấy cái không? Đâu nữa con? Mười mấy cái là mười mấy đứa rồi. Có hai bịch bột rồi. Như bây vừa ăn rồi. Nhìn cái này nó nhanh lắm. Bột này nó lẻ vàng. Chiên cho nó hết luôn. Chắc. Chạy nó rồi. Nó chơi.
Cái này hết luôn hả mà? Ừ, xong rồi đó. Để cho nó vàng không có hao dầu nãy giờ mình chế nhiêu dầu đây là còn chiên hết luôn à, không chế dầu thêm, không có nước dầu. Tắt bếp luôn. Sang tép chiên bột không? Ừ, giờ mình làm nước mắm. Nước mắm mặt dao. Mình bằm tỏi ớt, mình làm nước mắm. Xíu nước. Cá mình trồng bỏ xí, bây giờ nó nhảy. Nó bò như rau má. Nhảy con nó nhóc thôi đây. Dạ mình ra hái chứ đủ chứ chín chín cây luôn rồi. Cái kia cũng có dịch luôn á trời. Thừ bắt chuối nó chỗ hơn cái tàu luôn. Chứ dạ. Cái đủ đẹp quá. Hai 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 cái kia ăn sống được luôn. Quá đẹp. Ủa mà chắc là ngọt. Cái này chín ăn được rồi nè. Để mơi nó mềm quá. Rồi vô gọt ăn luôn. Thấy cái màu nó ngon mà không biết cái chưa mùi không sếp ơi. Ăn đại đi. Ăn đại đi. Mùi chút nữa mới ngon. Trời ơi, màu đẹp quá trời luôn nè. Mùi quá nó ngon cứng cứng. Nó đỏ đều chân ha. Rồi, đỏ đều chân. Này mình không hái mưa mốt rồi nó chín không chừng nó rớt nát luôn ạ. Trong đỏ đẹp quá mà ngoài tái tái thì thấy là mắm tép thôi. Chợ mắm tép luôn. Mấy cái kia mai mốt ăn được. Mà coi như nó trong mềm này nha.
hột nhấp trường hột. Quá trường hột luôn. Mời cả nhà ăn tép chiên bột. Cùng ăn. Ăn lửa, lấy vô. Lấy là lửa nơi này. Hai nhau rồi đó. Này bóc nó mới ngon chứ gắp chứ. Cũng như ăn bánh xèo chứ. Mà này chiên này không có để anh gì chút cốt dừa. Để chút đường, chút muối là xong. Nhiều tháng không xuống ăn hả? Cải nồng nó ngon. Cải xanh nó nồng xanh. Cải nhỏ này nó cũng đỏ. Cải này cải non. Cải nhỏ. Cải nhỏ. Cải nhỏ. Cải nhỏ. Cải nhỏ. Cải nhỏ. Nó có hai đè nó trên đâu 9, 10, 8, 9 gì bóc nó ngon không có nào có mặn ngọt còn gì anh dưa leo nhưng dưa leo thì ở mình trong nhà nó ngọt ngay luôn mới hái quá ngon rồi chị ôm nó được hai cái dưa leo còn ly rất là ngon lấy 6.5 triệu lãnh nãy thôi đúng nói trực tiếp như thế không trực tiếp ngay rồi sao nãy thấy nó ấy dày dễ nhất thì giá nhì dễ nhất 10 triệu chắc bữa nay xong rồi giải những sau chửi không được nhì đâu đảo không vậy còn chấm nhất nhiều nữa nhỏ mà không cuốn này kẹp lắc rau bó ngoài luôn hả? Trời nó cuốn ngoài luôn. Cũng như nó kẹp miếng bánh. Ăn qua lại cũng cắn cũng y chang nó cuốn à, phải không? Lá nhỏ quá, cải nhỏ quá. Dạ. Quá trời. Cái này ăn là nó ngon lắm. Cái này ăn là nó ngon lắm. Cái này ăn là nó ngon lắm.
nó bu. Ai mỗi góc luôn á. Cây nổ mình có ba trái. Ba trái mình trái cây là hàng không? Không dịch nữa. Không dịch chưa? Không có ăn thử ngọt không? Cũng được thôi chứ không ngọt thôi. Tại lúc này là mưa nè, là nước. Mình đi cho bắt có 20 ngàn này. Để nó cắt không có gì chừng, có lắm. Rồi, có lại còn đây nè. Còn. Nè còn. Không phải lao được, lao không được ngon. Cái da tay em mới được chứ, cái này mình dẻ làm sao ăn được. Dẻ mới được. Bánh xèo cũng phải găng tay chứ, bóc chứ, ăn đũa không được. Này là bóc chấm và lấm. Bóc chấm. Chung bóc chấm nào. Bóc chấm 100 ngàn ký không? Bóc chấm nữa. Chấm. Chấm thật đó. Nói mình còn bán 120 nữa. Hai ký, hai ký thịt hả? Ừ. Hai ký thịt xem luôn rồi. Mình cũng nhắc. Hả? Từ từ mình có gửi tiền cho mẹ không? Tiền gia biết. Đủ nha. Thì ăn đủ. Đủ cơ ngọt không nè? Không được cơ ngọt. Ăn ngọt cũng không có ngọt thanh. Cùng trả cho còn ăn mấy cái ngọt cơ cơm mấy bạn học bữa đang học nữa hả? Học nữa hả? Ờ, tính giờ bây giờ hả? Dạ uống cơm lên xài chắc tối luôn à? Học mình dành tối mà mình dành học tối mà này chuyện này ăn về quá mà không có gì để ăn cái gì ăn ở cổng bánh xèo khổ gắn mũi. Sẽ ăn cái này có nước mắm mới ngon, ăn mới ngon. Nước mắm chất bớt rồi thua luôn. Ăn này nhờ nước mắm. Bào cao nó thơm béo mà. Không, đổ như bánh cắm chiên vậy. Bánh cắm thôi, làm gì cho mau. Vô chung chuyện lớn nè. Bánh cắm đỡ ngon bằng này. Chị dễ quấn. Chiên mỏng mỏng thì nó cắm nó là chạy cu hay rồi mẹ ăn bột không à, bột không có giòn, còn này chiên mỏng mỏng thì nó giòn cuốn, còn chả miếng bún chả miếng nữa. Cái này chán cái màu đẹp đó, màu đẹp đủ nè, cái đủ còn lại được ba trái. Bỏ dịch hết trơn rồi. Cái này chín rồi, hai cái kia ổn ổn rồi. Cái chiến hả? Rồi. Có ba cáo rồi. Cáo không, người trồng lại dành màu á. Không phải trồng hả? Nước quá, mưa nước mà vừa nó trồng đâu rồi. Nóng. Cái này chín rồi, hai cái kia ổn hai xuống xin kết thúc clip nha cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn một clip tiếp theo của hai xuống nha.